Ngày xưa, khi đang đi cùng các đệ tử, Đức Phật đi qua một ngôi làng. Ngài quyết định ở lại ngôi làng đó một vài ngày với các đệ tử của mình. Tin tức này lan truyền như lửa trong làng rằng Đức Phật đã đến làng của họ. Nghe tin này, mọi người đến gặp Đức Phật và họ bắt đầu hỏi về giải pháp cho các vấn đề của họ. Đức Phật cũng đang cung cấp cho họ tất cả các giải pháp cho các vấn đề của họ. Trong lúc đó, một người dân làng nói với Đức Phật, "Thưa Ngài, tất cả người dân trong làng đều kiếm sống bằng cách làm việc chăm chỉ và cảm ơn đấng tối cao cho bất cứ điều gì Ngài đã ban cho chúng tôi. Nhưng có một người trong làng không làm gì cả và cứ đổ lỗi cho đấng tối cao cho sự nghèo khó của mình suốt thời gian dài. Anh ta luôn chửi rủa và xúc phạm đấng tối cao. Nếu chúng tôi cố gắng ngăn anh ta lại, anh ta bắt đầu lăng mạ và chúng tôi không biết phải làm thế nào." Đức Phật nói với một nụ cười, "Các bạn, xin hãy mang anh ta đến gặp tôi." Một người dân làng nói, "Không được đâu, thưa Ngài, người đó rất thô lỗ. Anh ta cũng có thể lăng mạ Ngài, và chúng tôi không thể để anh ta xúc phạm Ngài được. Do đó, không thích hợp khi gọi anh ta đến đây." Đức Phật mỉm cười và nói, "Đừng lo lắng, bạn mang anh ta đến đây. Nói với anh ta rằng tôi có thể giải quyết vấn đề của anh ta." Sau khi nghe từ Đức Phật, một số người dân làng đã đi tìm anh ta. Ban đầu, người đó từ chối không muốn đến gặp Đức Phật và nói, "Tất cả những người này đều là những kẻ đạo đức giả. Họ đều là giả, tôi sẽ không đến gặp ai cả." Nhưng khi một số người dân làng nói với anh ta rằng Đức Phật có thể giải quyết vấn đề của bạn, và cuối cùng anh ta cũng đồng ý đến gặp Đức Phật. Người đó nhìn chằm chằm vào Đức Phật và nói, "Hãy cho tôi biết, chuyện gì vậy? Tại sao ông gọi tôi đến đây? Ông muốn nói gì với tôi? Ông cũng muốn tôi không được chửi rủa đấng tối cao sao? Tại sao tôi không được chửi rủa đấng tối cao? Ông ta đã cho tôi gì nào? Ông ta cho tôi cái xác vô dụng này, nhưng cái xác vô dụng này cũng cần tiền, tại sao không? Đấng tối cao đã cho tôi tiền chưa? Tôi phải làm gì với cái xác vô dụng này? Nếu ông có thể giải quyết vấn đề tiền bạc của tôi, thì được thôi. Ngược lại, hãy thu dọn đồ đạc của ông và rời khỏi ngôi làng này. Tôi biết tất cả các nhà sư đều là giả." Sau khi nghe lời của người đó, thay vì tức giận, Đức Phật đã mỉm cười. Đức Phật nói với người đó, "Bạn của tôi không yêu cầu bạn phải tin vào đấng tối cao. Nguyên nhân của hạnh phúc và đau khổ của một người là do nghiệp của chính họ. Vì vậy, thay vì nguyền rủa người khác, nếu bạn làm việc chăm chỉ, thì vấn đề tiền bạc của bạn có thể được giải quyết." Sau khi nghe Đức Phật, người đàn ông trở nên tức giận và nói, "Tôi không cần bài giảng của ông. Nó quá mơ hồ đối với tôi. Tôi chỉ đến đây với hy vọng có tiền. Hãy nói cho tôi biết, nếu ông có thể giải quyết vấn đề tiền bạc của tôi. Nếu không, hãy biến khỏi đây." Biết rằng người này sẽ không hiểu theo cách như thế này, Đức Phật nói với người đó, "Bạn của tôi không có tiền. Nhưng, vâng, tôi biết một vị vua. Tôi có thể lấy tiền cho bạn từ ông ta. Nhưng đổi lại, bạn cũng phải cho nhà vua thứ gì đó." Người đàn ông nói, "Cái gì? Tôi có thể cho nhà vua gì? Tôi không có gì để cho ông ta." Sau đó, Đức Phật nói, "Nhà vua có một con trai bị mù bẩm sinh. Thái y của nhà vua đã nói rằng nếu có thể lấy được mắt của một người sống, họ có thể chữa mắt cho con trai của nhà vua. Nếu bạn cho cả hai mắt của mình cho con trai của nhà vua, thì nhà vua sẽ cho bạn những đồng tiền vàng bằng trọng lượng của bạn. Và sau đó bạn có thể sống cuộc sống của mình với những thứ này." Người đó trở nên tức giận và nói, "Ông đang nói gì vậy? Tôi sẽ phải cho mắt của mình. Tại sao tôi phải cho mắt của mình cho bất cứ ai? Tôi sẽ không cho mắt của mình cho bất cứ ai. Không quan trọng ai cho tôi bao nhiêu tiền." Đức Phật nói, "Nhưng bạn đang nhận được rất nhiều tiền. Bạn không cần tiền à?" Người đàn ông nói, "Vâng, tôi cần tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bán mắt mình vì tiền. Nếu tôi không có mắt, thì tôi sẽ làm gì với số tiền đó?" Ông vui lòng bỏ qua vấn đề này. "Tôi sẽ không bán mắt của mình bằng bất cứ giá nào." Sau khi nghe điều này, Đức Phật nói, "Bạn thân mến, chỉ một lúc trước, bạn đang gọi cơ thể mình là vô dụng. Nhưng bây giờ bạn đang nói rằng đôi mắt của bạn là quý giá, đôi mắt của bạn chỉ là một phần nhỏ của cơ thể bạn. Nếu đôi mắt của bạn quý giá như vậy, thì làm sao cơ thể bạn có thể vô dụng được?" Nghe những lời này từ Đức Phật, nước mắt người đàn ông trào ra,
và anh ta ngã xuống chân Đức Phật và bắt đầu khóc. Đức Phật nâng anh ta lên và nói, bạn của tôi, thiên nhiên đã ban cho chúng ta cơ thể quý giá này. Nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua nó và tiếp tục tự nguyền rủa mình. Chỉ một lúc trước, bạn đang nghĩ rằng cơ thể mình là vô dụng, nhưng bây giờ bạn đang nghĩ rằng nó vô giá. Thực tế, bất cứ thứ gì con người được nhận miễn phí, họ đều không hiểu giá trị của nó. Vì vậy, chúng ta nên biết ơn thiên nhiên vì đã ban cho chúng ta cơ thể quý giá này, là thứ tốt nhất trong tất cả các sinh vật sống. Chúng ta thường thấy trong cuộc sống của mình rằng mọi người trở nên thất vọng với cuộc sống của họ và bắt đầu coi thường bản thân mình. Nhưng họ quên rằng, cơ thể con người và cuộc sống này là một món quà quý giá của thiên nhiên. Cơ thể con người là sáng tạo tốt nhất của thiên nhiên. Bởi vì chỉ có con người mới có tự do làm điều thiện hay điều ác. Chỉ có tâm trí con người mới có thể quyết định điều gì là đúng và điều gì là sai. Động vật hoặc chim không có tự do như vậy. Vì vậy, khi có được cuộc sống con người vô giá như vậy, chúng ta phải luôn biết ơn đấng tối cao đã ban tặng cuộc sống này. Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy luôn nghĩ về những thứ bạn có, đừng nghĩ về những thứ bạn không có. Bây giờ tùy vào việc bạn coi mình may mắn khi là con người trên trái đất này và hãy thật hạnh phúc, hay trở nên buồn chán bằng cách tập trung sự chú ý vào những thứ bạn không có. Quyết định là của bạn.